Hôm nay sư sẽ giảng bài pháp về mục đích của việc thực hành thiền. Thì bây giờ sẽ có rất là nhiều người đến để tham dự khóa thiền, thực hành thiền. Nhưng mà cái mục đích của mình thực hành thiền là để làm cái gì? Có thể là mọi người sẽ cùng một mục đích, cùng một cái tư tưởng, nhưng mà cũng có thể sẽ có nhiều cái mục đích khác nhau. Nhưng mà bây giờ mình phải hiểu rằng là cái mục đích mà Đức Phật dạy phát thiền để làm cái gì thì mình sẽ thực hành thiền nó mới đúng. Mà đôi khi nếu như mà mình đặt cái mục đích nó sai thì trong suốt cái quá trình thực hành thiền của mình nó cũng có thể bị sai. Nếu như mình có một cái mục đích đúng hay là cái mục đích thực hành chân chánh thì cái con đường mình tu tập nó sẽ đi theo đúng chánh đạo. Nhưng mà cái mục đích thì cũng có thể là có cao có thấp khác nhau. Nhưng mà nếu như mình có cái mục đích đúng thì mình sẽ đi được đến cái đích nó cao thượng hơn, nó an toàn hơn, để mình tránh những cái sự thực hành nó bị sai lạc. Thì khi mà mình tất cả những cái sự tu tập hay là những cái pháp học ở đời hay ở đạo cũng thế, mình ai người ta công phu để mà rèn luyện, để mà học tập cái gì người ta cũng phải có mục đích của người ta. Như là có những người người ta thì học những cái pháp như là yoga để thì người ta có cái mục đích là để rèn luyện để có sức khỏe. Có những người người ta tập những cái pháp như là khí công, tập những cái pháp như là võ thuật. Đấy, thì tất cả những cái đấy đều là để rèn luyện sức khỏe. Nên là có những người người ta đi học những cái pháp để lấy những cái kiến thức để hiểu biết ở đời. Để tức là học để hiểu biết sâu rộng, thì đấy là người ta cũng có những cái mục đích thì người ta mới bỏ cái thời gian, mới đầu tư cái thời gian công sức để học tập và để rèn luyện những cái pháp mà người ta đã lựa chọn. Thì đối với những hành giả mà đến với đạo Phật cũng thế, sẽ có hai hạng hành giả. Một là một cái hành giả đến để học pháp và một cái hạng hành giả đến để hành pháp. Thế thì cái người mà đến để học giáo pháp của Đức Phật ấy, thì mình có thể là tham gia những cái lớp học giáo lý hay là những cái buổi nghe thuyết giảng về giáo pháp. Thì cái mục đích để mà học pháp như thế là để mình hiểu biết về cái lời dạy của Đức Phật. Và trong cái sự học ấy, mình cũng có thể ứng dụng, áp dụng vào cái đời sống hàng ngày được. Là có cái sự học thì hay nghe giáo pháp, mình cũng sẽ có được cái chi kiến đúng. Tức là sẽ có những cái suy nghĩ, những cái việc làm nó đi theo những cái giáo pháp của Đức Phật ấy, cũng sẽ trở nên cuộc sống nó cũng sẽ trở nên cao quý hơn, thánh thiện hơn. Nhưng mà khi mà đến với cái pháp hành thì sẽ ở một cái mức độ cao hơn đối với pháp học. Pháp hành sẽ cao hơn. Đó là học thì mình chỉ có biết pháp. Còn nếu mà đối với cái sự thực hành thì mình sẽ để mình thấy được các pháp. Vậy thì cái sự mục đích của cái sự thực hành thiền để mình đạt đến cái sự thấy. Thấy ở đây cũng được dùng cái từ nữa, đó là giác ngộ. Tức là mình giác ngộ, ngộ có nghĩa là mình thấy. Giống như là khi mà mình nghe nói, nghe người ta nói đến một cái địa điểm nào đó, mình chỉ nghe người khác diễn tả thì mình có thể hình dung tưởng tượng ra trong tâm mình cái cảnh vật ở nơi đấy. Mỗi người sẽ tưởng tượng ra một cách khác nhau. Người thì tưởng tượng cái cảnh vật thế này, người tưởng tượng cảnh vật thế kia. Nhưng khi một ngày nào đó mình trực tiếp đến nơi, tận mắt mình thấy cái cảnh vật đấy, thì mình sẽ thấy nó khác với những gì mình tưởng tượng. Và cái mình tận mắt thấy
thực mục sở thị. Thì lúc đấy mới gọi là cái sự hội ngộ. Thế thì cũng vậy, giáo pháp sẽ dạy rất là nhiều điều mà mình chưa từng thấy. Giáo pháp của Đức Phật dạy mình rất là nhiều điều. Ví dụ như là Đức Phật nói là tất cả mọi người đều có những kiếp quá khứ. Nhưng mà mình có thấy những kiếp quá khứ đấy không? Mình chưa từng thấy. Nhưng mà mình có từng nghe. Rồi có, mỗi người sẽ suy luận, tưởng tượng là à, kiếp trước mình chắc là một người sống ở đây, một con người như thế này, như thế kia. Hoặc là cũng có người nghĩ rằng kiếp trước có lẽ mình là một vị chư thiên, hay là kiếp trước mình là một chúng sinh như là một cái súc sinh gì đó. Mỗi người sẽ tưởng tượng ra. Thì mình chỉ nghe nói như thế thì mình sẽ suy luận và tưởng tượng rất là nhiều điều. Rồi Đức Phật nói là chúng sinh luân hồi sinh tử vô số kiếp như vậy. Khi chết thì có người thì sinh lên thiên đường, có người đọa địa ngục. Rồi mình nghe nói như thế thì mình cũng suy luận tưởng tượng như thế. À, cái cõi địa ngục nó như thế, thiên đường nó như thế này thế kia. Nhưng mà dù khi mà mình chưa thực sự thấy những điều đó thì trong tâm nó có thể tin và có thể không tin. Vì vậy cho nên là trong cái giáo pháp của Đức Phật sẽ có những người người ta có tin tưởng cái giáo pháp và người ta sẽ thực hành theo giáo pháp, nhưng cũng có những người người ta không tin. Bởi vì những cái điều đó Đức Phật nói ra thì chỉ Đức Phật thấy, còn những người khác không thấy. Vậy cho nên là có những người người ta không tin, thì người ta tin ở khi nào người ta thấy cơ. Và cũng có những người thì tin, nhưng mà cái niềm tin nó có cao có thấp khác nhau. Có người thì có một cái niềm tin rất là mạnh mẽ, mãnh liệt. Đức Phật nói rằng có luân hồi sinh tử, có khổ đau sinh tử, có cái nguyên nhân dẫn đến khổ đau, có cái con đường giải thoát khổ đau và có cái trạng thái chấm dứt khổ đau. Khi mà một cái người mà có cái niềm tin tuyệt đối như vậy thì có thể người ta sẽ thực hành để chứng ngộ được điều đó, để xác nhận được điều đó. Còn có những người người ta không tin theo. Thì đấy là trong giáo pháp Đức Phật dạy như thế. Có rất là nhiều những cái điều rất là huyền bí và khiến cho người ta rất là khó tin. Có người thì tin tưởng và những cũng có người thì nghi ngờ. Hoặc là cũng có người thì trước thì tin, sau đó lại đánh mất niềm tin dần dần. Bởi vì những cái ô nhiễm ở đời, những cái phiền não, những cái tà kiến si mê, nó sẽ làm cho cái niềm tin nó thay đổi, tức là lúc mạnh lúc yếu. Và chỉ khi nào một cái người mà có cái sự thấy được các cái pháp đó, Đức Phật dạy những cái pháp, tất cả những cái pháp mà Đức Phật giảng dạy là đều phù hợp đối với tất cả chúng sinh, tức là những chúng sinh có thể thấy được, có thể chứng ngộ, có thể chứng đạt và có thể chứng đắc được thì Đức Phật mới giảng dạy. Nhưng mà không phải ai cũng có thể chứng ngộ, chứng đạt, chứng đắc được. Và có người thì chứng ngộ, chứng đạt đó một cách dễ dàng, nhưng mà cũng có người thì sẽ phải rất là khó khăn mới có thể chứng ngộ, chứng đạt được. Vì vậy nên là sẽ có những cái người sẽ chứng ngộ được, có những người thì sẽ phải tu tập lâu dài. Có thể là mình không chứng ngộ đời này, nhưng mà mình sẽ chứng ngộ, chứng đạt ở những cái đời sau. Thì tất cả những cái pháp mà trong giáo pháp của Đức Phật giảng dạy về những cái chân lý, những cái sự thật đó, thì một cái người mà muốn chứng ngộ hay là muốn thấy được tất cả những cái pháp đấy thì cần phải thực hành thiền. Có thực hành thiền thì mới chứng, mới thấy được những cái cảnh vật đấy. Còn nếu như mà mình chỉ dừng lại ở cái sự gọi là học giáo pháp, mình có thể học thuộc hết tất cả những lời Đức Phật dạy thì vẫn là trên lý thuyết, giống như là mình một cái người sẽ học thuộc những cái bản đồ để mình biết chi tiết cặn kẽ những cái con đường đi đến những cái địa danh khác nhau ở trên thế giới này, trên trái đất này, nhưng mà mình chưa bao giờ bước đi. Thì mình chỉ đứng trên bản đồ, mình chỉ nắm trong tay được cái bản đồ đấy và mình chưa bao giờ bước chân đi. Thì cũng như vậy, một người mình có thể học hết các cái giáo pháp của Đức Phật
giống như mình nắm được cái bản đồ ấy, đi đến Niết Bàn ở trong tay, nhưng mà mình không thực sự đi. Thì cái điều đấy cũng như là một cái người mình chỉ thấy pháp, biết pháp nhưng mà chưa thực sự thấy. Thì cái người mà thực sự thực hành cái pháp thiền ấy, thì giống như là một cái người đó bước chân đi. Đôi khi là cái người đấy chưa có thuộc lòng hết cái bản đồ đi đến Niết Bàn, vị đó chưa thuộc lòng, vị đó có thể cầm cái bản đồ đó trên tay và đi đến đâu mở ra để soi, để đối chiếu đến đấy. Cũng vậy, một người có thể chưa từng thực hành, chưa từng học và giáo pháp, hay hoặc là mới có một cái trình độ về Phật pháp rất là sơ khởi, tức là mới biết rất là ít về giáo lý, nhưng vị đấy vẫn có thể thực hành được. Với cái điều kiện là vị đó thực hành đến đâu thì phải có cái sự chỉ dẫn đến đấy, tức là vị đó phải nắm được cái bản đồ đi đến Niết Bàn. Thì cái sự thực hành cái pháp thiền là vậy, là chính là cái sự cái bước chân đi, từng bước đi đến giải thoát. Thì cái sự thực hành thiền là để mình giác ngộ các cái sự thật là như vậy. Tất cả các cái sự thật đều có thể giác ngộ ra được. Thì Đức Phật dạy hai cái pháp mà một cái người đấy cần phải giác ngộ, cần phải hiểu, đó là cái pháp về tục đế và cái pháp về chân đế. Tức là những cái pháp về tục đế là những cái sự thật ở thế gian, những cái pháp về tức là những cái pháp về tục đế thì là những cái sự hiểu biết thông thường. Ví dụ như là một cái người đấy cần phải có cái sự hiểu biết về nhân quả nghiệp báo, như là làm cái việc lành thì sẽ được hưởng cái phước an vui, làm cái việc ác sẽ phải đọa xuống những cái cõi khổ đau, và dạy những cái cách cư xử lễ độ và lễ phép cho nó phù hợp mà với những cái văn hóa xã hội đời thường, hay là những cái giới luật đối với một cái người xuất gia thì cần phải giữ những cái giới từ thô cho đến vi tế, cần phải giữ cái hình dáng, cần phải giữ cái hình tướng, cái oai nghi mô phạm của cái người xuất gia. Người tại gia thì có cái bổn phận, có cái nhiệm vụ đối của người tại gia đối với này, giáo pháp, đối với xã hội, đối với gia đình, sống có cái chuẩn mực đạo đức ở đời. Thì đấy là những cái pháp thuộc về tục đế, là một cái người học giáo pháp thì người đấy cũng sẽ hiểu được các sự thật và sống được với các cái sự thật ở cái pháp thế gian, gọi là pháp tục đế. Còn một cái pháp thứ hai, đó gọi là pháp chân đế. Thì cái pháp chân đế này mới thật sự là con đường đi đến Niết Bàn, đi đến giải thoát. Cái pháp chân đế này thì cần phải thực hành thiền. Thì trong cái pháp thiền cũng có hai cái pháp thiền, đó gọi là một là cái pháp thiền tục đế và hai là pháp thiền chân đế. Thì cái pháp thiền tục đế là tất cả những cái phương pháp mình thực hành thiền chỉ này, thực hành thiền định. Khi mà thực hành thiền định thì sẽ làm cho cái tâm nó trở nên thanh tịnh, cái tâm dần dần nó sẽ chế ngự được những cái ô nhiễm, những cái phiền não tham sân si ở trong tâm. Thế thì cái sự mà mình thực hành về thiền định, rồi là khi mà mình chánh niệm tỉnh giác liên tục trên cái đề mục thiền đấy, thì những cái triền cái nó sẽ bị đè nén. Tức là khi mà thực hành thiền có cái sự tiến bộ thì tham dục sẽ không khởi lên trong cái lúc mình đang giữ chánh niệm, sân hận không khởi lên, hôn trầm thụy miên trạng hối và hoài nghi. Thì tất cả những cái đấy là năm cái triền cái, là năm cái gọi là cấu uế ô nhiễm thô thiển nhất ở trong nội tâm ấy, thì nó sẽ được đè nén xuống. Vì vậy nếu như mà ai sống ở trên trong cuộc sống mà cảm thấy mình có nhiều những cấu uế phiền não, tham dục sân hận, tà kiến, phóng dật, những cái tâm bất thiện nó khởi lên một cách mạnh mẽ, thì cũng chỉ có cái cách mà thực hành thiền là cái cách nó chế ngự nó được nhanh nhất và chế ngự nó có hiệu quả nhất. Còn nếu như một cái người mà mình không tu tập, mình sống với những cái tâm bất thiện đấy, thì cái người đấy sẽ rất là khổ,
khổ cả ở hiện tại và tương lai. Tức là cái người đấy khi mà khởi lên những cái tâm bất thiện thì ngay trong lúc đấy mình cảm thấy trong lòng mình như là bị thiêu đốt. Cho nên là tham sân hận ấy cũng giống như là nửa tham thiêu đốt lòng, nửa sân nó cũng thiêu đốt lòng. Rồi là những cái tà kiến bất thiện ấy, nó cũng làm cho mình rất là bất an, đau khổ. Và không những như vậy, nó còn tạo ra những cái ác nghiệp. Mỗi những cái lời nói nó đi kèm với này, tham sân si, thì nó lại tạo ra những cái ác nghiệp mà tương ứng với này, những cái đọa xứ địa ngục, là quỷ súc sinh ở tương lai. Và mỗi những cái hành động, mỗi những cái suy nghĩ mà nó đi kèm với những cái tâm bất thiện tham sân si ấy, thì nó cũng để lại những cái nhân bất thiện đó, sau này nó cho ra những cái quả báo bất hạnh khổ đau ở trong tương lai. Thế thì cái người mà có cái sự tu tập thì nó sẽ chế ngự được những cái tâm bất thiện này, nó sẽ tạo ra những cái thiện nghiệp, và mình sẽ được hưởng cái phước này ở trong cả hiện tại và tương lai. Hiện tại mình sẽ sống rất là thảnh thơi, an lạc, không có sầu muộn, mà tương lai sẽ được hưởng những cái phước này. Thì cái sự thực hành thiền tạo ra phước này để mình có được cái sự an vui ở cả hiện tại và tương lai, thì nó vẫn là cái pháp thiền tục đế. Có thể là mình thực hành thiền, sau đó mình hưởng cái phước là được sinh về những cái cõi cao thượng, như là được sinh trở lại làm người, có nhiều những cái phước báo, sinh lên các cõi thiên giới, được hưởng những cái phước thù thắng, hay sinh về các cái cõi phạm thiên, có cái đời sống rất là thánh thiện cao thượng. Thì đấy cũng vẫn là những cái pháp thế gian, những cái pháp tục đế, những cái pháp thế gian. Thì một cái người mình muốn hưởng những cái phước này ở thế gian, thì cái thông qua cái sự thực hành thiền, mình cũng đã đang tạo ra những cái nhân để hưởng những cái phước này ở thế gian. Nhưng mà cái sự thực hành thiền này nó còn đạt được đến những cái pháp mà chân đế, đó là mình sẽ hưởng những cái sự an lạc tối thượng vô vi, đó là của cái pháp chân đế, cái pháp giải thoát tuyệt đối, đó là chứng đắc được niết bàn. Vậy thì cái sự thực hành thiền sẽ khiến cho mình thấy được các cái pháp như nó thật sự là, tức là những cái pháp chân thật nhất. Thì ở đời nó có hai cái pháp chân thật này. Một là cái pháp chân thật tục đế, hai là pháp chân thật về chân đế. Thì cũng nhờ thực hành thiền mà ngộ ra được cả hai pháp đấy. Ví dụ như là nhờ sự thực hành thiền, nếu như vị ấy mà chứng đắc được những cái pháp thượng nhân chi kiến thù thắng, như là vị ấy cũng có thể nhớ lại những cái đời sống quá khứ của vị đó được, thì vị đó sẽ có một cái niềm tin tuyệt đối là nó có luân hồi sinh tử, có nhân quả nghiệp báo. Vị đó cũng có thể thấy những cái cõi sống khác nhau. Vậy thì đấy, thì tất cả những cái pháp đấy nó cũng là những cái pháp thế gian, pháp tục đế. Nhưng mà còn cao thượng hơn nữa là vị đấy còn có thể thấy được các cái sự thật tột cùng. Đó chính là thấy được những cái pháp chân đế của chính thân tâm mình. Tức là cái thân này thì Đức Phật dạy là thân này là tứ đại, đất nước nửa gió. Nhưng mà mình nhìn vào cái thân con người thì mình sẽ nghĩ là cái thân này là da là thịt, có đầu mắt chân tay mũi lưỡi hẳn hoi. Vậy thì đất nước nửa gió nó ở đâu? Nếu như mà nhìn với cái con mắt thường, mình vẫn có tham ái, vẫn có chấp thủ, dù mình có học pháp, mình có tư duy theo những cái lời Đức Phật dạy, nghĩ rằng thân này là tứ đại, nhưng mà mình vẫn thấy cái thân này nó có đẹp, có xấu, có già, có trẻ, có cái sự sai khác. Bởi vì cái bằng cái con mắt thường thì người ta sống bằng cái ảo tưởng như thế. Nhưng mà khi mà thông qua cái sự thực hành thiền, một cái người đấy có thể thấy được cái thân này nó có những cái đặc tính thuộc về đất, như là nó có tính cứng, thô, nặng, tính mềm, mịn, nhẹ. Nó có những cái tính nó thuộc về nước, có những cái tính nó thuộc về lửa, về gió. Khi mà một cái người thực hành cái pháp thiền đấy, phân tích ra được tứ đại, thì mới thấy nó là cái thân này nó là tứ đại. Vậy nên là cái sự thực hành thiền sẽ thấy được các cái sự thật, mà cái sự thật đó nó là cái sự thật tột cùng. Cho nên là có thể thấy ra được những cái hạt sắc chân đế, như là cái thân này mình nhìn bằng con mắt thường thì nó có cái hình dáng đẹp xấu, rồi là nó có nam nữ già trẻ khác nhau. Nhưng khi phân tích nó ở cái mức độ tột cùng
thì nó chỉ là những cái hạt vật chất nhỏ nhất như những hạt vi trần. Lúc đấy nếu như mà dùng cái ánh sáng của định mà nhìn xuyên vào trong thân bằng cái pháp thực hành thiền tứ đại, mình sẽ thấy ra những cái hạt sắc như những cái hạt nguyên tử thuộc về cái dạng vật chất nhỏ nhất đấy. Thì cái lúc đấy mình mới thấy ra được cái sự thật tột cùng này như vậy, là cái thân này cũng như tất cả vạn vật ở bên ngoài, nó chỉ là những cái sắc pháp khác nhau vậy. Lúc ấy mình thấy thân người khác cũng thế, và vạn vật vô tri này nó cũng như nhau. Nhưng mà nhìn bằng cái con mắt thông thường thì mình sẽ thấy thân là thân, bên trong, thân bên ngoài, vạn vật nó có sự khác nhau. Vì vậy cho nên cái tứ đại bên trong mình nó có sự chấp thủ, nghĩ là đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Còn những cái vật chất ở bên ngoài nó là những cái vật chất không có chấp thủ. Ví dụ những cái gì nó không thuộc về của mình, đất đá, cây cối, sông núi ở ngoài thì nó cũng là tứ đại. Nhưng mà khi nó còn ở ngoài thì nó mình không có chấp thủ nó. Nhưng khi mình đưa nó vào bên trong thông qua những cái thức ăn, nước uống và mình hít thở những cái không khí, mình vẫn tiếp nhận những cái tứ đại ở bên ngoài đấy. Rồi nó chuyển hóa vào trong này, nó biến thành cái tứ đại bên trong mình. Thì lúc ấy mình có cái tham ái, có cái chấp thủ. Đấy là do mình có cái ảo tưởng, có cái vô minh. Thì khi mà một cái sự thực hành thiền, cái vị đó thấy ra được các cái sự thật tột cùng, rằng là nó là những cái hạt sắc pháp, nó cũng như nhau, những cái sắc ở bên trong cũng giống như những sắc ở bên ngoài vậy. Nó cũng là đất, nước, lửa, gió, có màu, có mùi, có vị, có những cái dưỡng chất, có các cái thể loại sắc khác nhau. Gọi là ở bên trong chúng sinh hữu tình thì nó có những bị chi phối bởi những cái nghiệp nhân ở quá khứ, bị chi phối bởi tâm, bởi thời tiết và bởi những cái vật thực, thức ăn ở bên trong thôi. Còn lại thì bản chất thật sự của nó cũng là tứ đại. Thì nhờ có cái sự quan sát như vậy thì cái vị đấy sẽ có đoạn trừ được những cái ảo tưởng, cái sự so sánh, cái sự hơn thua, hay là diệt trừ ra được cái tham ái, cái yêu và cái ghét. Và thì giữ được cái tâm xả, cái tâm thản nhiên đối với tất cả những cái gì nó thuộc về tứ đại vật chất, nó là tứ đại như nhau. Thì vị đó sẽ cảm thấy đấy, nó tức là sẽ thành tựu được cái tâm thản, cái tâm xả thản nhiên, không yêu không ghét, vì cái vị đấy có được cái trí tuệ thấy được cái sự thật tột cùng. Đấy là cái sự thực hành thiền, nó sẽ giác ngộ ra được các cái sự thật tột cùng vậy. Cũng như về cái tâm của con người, mình có thân mà thực ra mình đâu có hiểu về thân. Thông qua sự thực hành thiền mình mới ngộ ra được các sự thật về thân. Cũng như vậy, mình có tâm nhưng mình đâu có hiểu được về tâm. Sự vận hành, sự sinh khởi, những cái nhân nó sinh, nguyên nhân và cái kết quả của những cái tâm nó như thế nào, mình không thấy được, không biết được. Bởi vì cái tâm nó còn vi tế hơn, nó còn sâu xa hơn là cái thân rất là nhiều. Vậy nên là bình thường ở trên đời người ta có rất là nhiều những cái tư tưởng học thuyết diễn tả và nói về những cái tâm thức khác nhau. Nhưng mà đấy cũng chỉ là một cái sự hiểu biết trên một cái khía cạnh của cái tâm thôi. Bởi vì cái tâm nó vô hình, vô tướng. Người ta chỉ cảm nhận được nó khi mà nó khởi lên sự vui buồn, hay là khi mà nó suy tư, suy nghĩ cái này cái kia. Chứ còn nó sinh lên ở đâu, tại sao nó sinh lên, rồi nó sẽ đi về đâu thì người ta không biết được. Vậy thì khi mà thông qua cái sự thực hành thiền, mình cũng sẽ thấy ra được một cái sự thật của cái tâm nữa, của cái những cái trạng thái tâm của mình. Nó sinh khởi lên từ các cái căn môn của mình khi mà nó tiếp xúc với những cái cảnh trần ở bên ngoài. Vậy cho nên là khi nào mình nó có căn, có cảnh, có cái sự xúc chạm, có cái sự tác ý thì lúc ấy nó mới sinh khởi lên. Tùy theo cái sự tác ý mà nó sinh ra các cái thể loại tâm, thiện bất thiện, cao thượng hạ liệt, ở dục giới, sắc giới hay vô sắc giới khác nhau. Thì cái người mà hiểu về cái tâm thì nó cũng diệt trừ những cái tà kiến sai lầm, ảo tưởng hiểu sai về cái tâm. Như là người ta nghĩ rằng là cái tâm là một cái linh hồn nó trú ngụ ở trong con người, chết rồi nó sẽ ra khỏi cái thân xác này nhưng mà nó vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn ở bình thường. Nên là người ta thờ cúng những người chết giống như là người ta còn sống vậy, cung cấp cho những người chết những cái mà người sống dùng. Thì đấy là những cái tà kiến
những cái mà người ta không hiểu về cái tâm thức là cái gì. Hoặc là cũng có người người ta nghĩ rồi là chết rồi là hết, không còn nữa. Thì đấy là ở trên đời nó có hai cái loại tà kiến là chấp thường và chấp đoạn. Chấp thường thì có nghĩa là người ta nghĩ rồi chết rồi sẽ còn linh hồn đấy. Một là nó sẽ lên trời nó sống vĩnh hằng, hai là nó vào địa ngục nó sống vĩnh hằng, ba là chết sống sao chết vậy, nó vẫn còn một cái đời sống ở cái cõi âm ti nhưng mà nó vẫn sống như là người thường. Thì đấy nó đều là cái sự chấp trước, chấp thường là ảo tưởng, đấy là tà kiến. Hoặc là chấp đoạn nghĩ là mình chết rồi là hết, không còn gì nữa. Thì cả hai cái đấy nó đều là những cái tà kiến. Mà ở trên đời thì người ta sẽ thường hay vướng vào một trong hai cái tà kiến. Có người chấp thường, người chấp đoạn. Hoặc là cũng có người thì mình học giáo pháp, mình biết là chết rồi thì sẽ đi luân hồi tái sinh sang các cõi khác nhau. Đấy, nhưng mà cái vấn đề là khi mà nó đi luân hồi tái sinh như thế nào? Thì khi mà một cái sự thực hành thiền mà mình quán, phân tích ra được cái, những cái sự vận hành hoạt động của những cái tâm thì lúc đấy mình mới thấy được những cái hoạt động thật sự của nó. Cái tâm nó sinh khởi nên nó kết hợp với tâm tâm sở với nhau, rồi là nó có những cái trạng thái sinh diệt khác nhau. Thì khi mà ngộ ra các cái sự thật về cái tâm như thế, tức là mình sẽ hiểu biết được những cái hoạt động của tâm, thì đồng thời mình cũng sẽ có một cái phần nào đó làm chủ được cái tâm. Ví dụ như là mình biết được cái tâm mà mình tiếp xúc như thế nào, tác ý như thế nào, nó sẽ khởi lên tâm bất thiện, như thế nào nó sẽ tạo ra những cái ác nghiệp, như thế nào thì nó sẽ khởi lên tâm thiện mà nó tạo ra những cái thiện nghiệp, như thế nào thì mình sẽ đoạn trừ được những cái vô minh, những cái tham ái phiền não ở trong tâm và đi đến giác ngộ giải thoát. Thì đấy là cái sự thực hành thiền, nó sẽ đưa đến cái sự chánh kiến tuyệt đối. Vì vậy cho nên là cái sự chánh kiến nó cũng có hai cái loại. Một là cái chánh kiến tương đối và hai là chánh kiến tuyệt đối. Ví dụ như là một cái người nghe giảng về Phật Pháp, mình có cái sự học về giáo Pháp, mình tiếp thu được những lời dạy của Đức Phật, mình hiểu ra các cái chân lý, các sự thật. Ví dụ như là mình biết được là chết rồi chưa phải là hết, vẫn còn đi luân hồi tái sinh sang những cái kiếp sống này khác, tạo những cái nhân lại, làm những cái việc thiện lành thì được hưởng cái phước lành ở tương lai, mà làm những cái việc bất thiện thì phải chịu cái quả báo khổ đau. Thì đấy cũng là chánh kiến, nhưng mà chánh kiến này là chánh kiến tương đối, bởi vì là mình có biết, có hiểu đúng, nhưng mà mình chưa thấy đúng, mình chưa thấy được những cái điều đó. Vậy thì nó, cái chánh kiến nó là tương đối. Còn chỉ khi nào một cái người thấy được những cái sắc pháp ở trong những cái sắc tứ đại ở trong cái thân thể của những chúng sinh hữu tình và vạn vật vô tình, và thấy được những cái sự sinh khởi, những cái trạng thái tâm khác nhau, thì lúc đấy mới thật sự là chánh kiến tuyệt đối. Cái chánh kiến đấy đấy mới gọi là thấy cái sự thật tột cùng, thấy cái sự thật như nó là thật sự là. Thì cái sự thực hành thiền nó sẽ làm cho một cái người thấy được các cái sự thật tột cùng như vậy. Đấy mới là cái mục đích của việc hành thiền. Cho nên là Đức Phật mới dạy cái con đường gọi là bát chánh đạo. Hay là ở trên đời thì người ta có cái sự ảo tưởng. Cái người mà người ta không tu tập, không thấy những cái sự thật đấy, thì người ta sống rất là ảo tưởng. Người ta cứ nghĩ rằng là cái thân này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Cho nên là nó sinh ra tất cả những cái việc mình sống ở trên cuộc đời này, nó là sống theo cái bản ngã, nó có cái tôi. Cho nên là nó có cái sự hơn thua, yêu ghét. Tức là sống ở trên cuộc đời mình thấy rằng là rất là khổ đau tất bật. Khi mà người ta sinh ra trên cuộc đời lớn lên rồi là đi học những cái kiến thức để làm người, để hiểu biết những cái pháp thuộc về thế gian thôi. Nhưng mà người ta cũng luôn luôn có cái sự gọi là tranh giành, cái sự hơn thua. Người này là phải cố gắng để hơn người khác. Rồi là trong cái công việc làm ăn, ví dụ như là mình muốn tồn tại ở trên cái cuộc đời này thì mình cần phải có thức ăn, có chỗ ở, có quần áo để mặc, ốm đau thì phải có thuốc thang để điều trị.
Nhưng mà thực ra trong con người ta, nên cái ăn người ta cũng nghĩ là phải hơn nhau, cái mặc người ta cũng phải nghĩ hơn nhau, cái ở người ta cũng phải nghĩ là phải hơn nhau, hơn thua nhau trên tất cả những cái đấy. Cho nên là người ta phải cố gắng tìm kiếm những cái vật chất cho nó được nhiều hơn, tức là cái trạng thái tâm lý là lúc nào mình cũng phải là hơn người, hoặc là luôn luôn sợ hãi là sẽ không bằng người. Cho nên là người ta cứ chạy theo những cái ảo tưởng đấy, những cái sự hơn thua đấy, vì người ta chấp cái ngã này nó quá là sâu nặng, chấp cái bản ngã, cái sống bằng cái ảo tưởng đấy. Nên là có những cái người người ta tích lũy rất là nhiều tài sản, người ta dành hết cả cái thời gian, người ta đem hết những cái tâm huyết sức lực ra để người ta tạo ra những cái tài sản vật chất, để người ta nghĩ là mình phải có những cái nhà là mình nó phải hơn nhà của người khác, cái quần áo mình mặc nó phải hơn người khác, những cái đồ trang điểm của mình nó phải hơn người khác, mình phải ăn ngon ăn nhiều hơn người khác, có danh vọng nhiều hơn, có bằng cấp nhiều hơn. Thì cứ cứ có cái sự hơn thua như thế, đó là do người ta quá là chấp cái bản ngã này, cái thân tứ đại này, rồi là những cái tâm thọ tưởng hành thức này, nó là ta, là của ta, tự ngã của ta, và muốn nó phải hơn những cái tự ngã của người khác. Đấy là cho nên là người ta cứ ảo tưởng, cứ chạy theo những cái vật chất ở trên đời đấy. Nhưng mà với một cái người mà khi mà tu tập mà có cái trí tuệ, người ta giác ngộ ra các cái sự thật này, thì người ta sẽ thấy tất cả mọi thứ ở trên cuộc đời này, nó là cái sự vô thường giả tạo. Ví dụ như là mọi cái nó chỉ là tứ đại thôi, nhưng mà những cái mà mình ăn vào trong mồm ấy nó cũng chỉ là tứ đại, dù là nó là những cái món nó khác nhau, như đây là cơm, là rau, là cá, thịt, nó có thể khác nhau, nó tạo ra những cái cảm giác khác nhau, nhưng mà nó cũng chỉ là đất nước lửa gió. Cái quần áo mình mặc ấy nó có thể là những cái chất liệu nó khác nhau, nhưng nó cũng chỉ là đất nước lửa gió. Những cái nhà cửa mình ở nó có thể to nhỏ hay là đẹp xấu khác nhau, nhưng nó cũng chỉ là đất nước lửa gió. Khi mà một cái người mà có cái sự giác ngộ, người ta không còn cái sự hơn thua nữa, người ta thấy là chỉ cần có cái nhà để ở, che nắng che mưa là được, người ta chỉ cần có cái quần áo để mặc, để che nắng che mưa mũi mỏng là được, người ta chỉ cần có cái thức ăn để nuôi, đủ để nuôi cái thân tứ đại này là được. Thì cái sự tu tập nó ngộ ra các cái sự thật, thì nó sống với sự thật chứ nó không sống với cái ảo nữa. Còn những cái người người ta sống mà người ta không thấy các sự thật ấy, thì người ta luôn luôn sống với những cái ảo, và người ta chạy theo những cái ảo ấy. Sống với những cái ảo, chạy theo cái ảo thì luôn luôn có sự hơn thua mà nó rất là mệt. Nhưng mà đến một lúc nào đó, ví dụ như cái người đấy sống không bao giờ thỏa mãn, thì tìm kiếm những cái vật chất thì không bao giờ thỏa mãn, đến lúc chết đi một cái thì tất cả những cái đấy nó cũng hủy hoại hết. Dù mình có tạo ra bao nhiêu những cái tài sản vật chất đi chăng nữa, nó chỉ tồn tại được mấy chục năm là nó hủy, nó hoại hết, nó hoại thì nó lại biến thành những cái tứ đại, nó biến từ cái thể loại này sang cái khác mà thôi. Rồi là tứ đại nó vẫn là tứ đại, dù hôm nay mình nhào nặn từ cái này nó biến thành cái khác, nhưng hôm qua thì nó còn là đất, mà hôm nay mình nhào nặn mình biến nó thành cái nhà, nhưng mà vài chục năm sau thì nó mục nát ấy, nó lại trở thành đất. Thì tất cả những cái nhà cửa quần áo và những cái đồ đạc mình dùng thế, nó chỉ là những cái tứ đại đất nước lửa gió ở bên ngoài, nên là bỏ ra cái công sức nhào nặn nó để là tô vẽ nó cho nó đẹp này, để là sử dụng nó, để là yêu quý nó, chấp thủ nó, tham đắm nó, ngã mạn hơn thua vì nó, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng trở thành tứ đại. Kể cả cái thân mình ấy, nó chỉ là tứ đại, nó là đất nước lửa gió bên ngoài, mình đưa nó vào mình tô bồi nó, cũng để mình chuyển biến nó thành da thành thịt, thành tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận này, rồi mai mốt thì nó chết nó cũng mục ra, nó trở lại thành tứ đại. Mà không phải mai nó chết mà lúc nào nó cũng chết, nó sinh sinh diệt diệt liên liên tục tục như vậy. Thế thì cái sự thực hành thiền mới mới giác ngộ, mới thấy ra được các cái sự thật đấy. Vì vậy đấy là cái mục đích của hành thiền, là để thấy các sự thật, để giác ngộ các sự thật, để hiểu ra các sự thật và để sống với sự thật đấy. Người ta mà sống với những cái sự thật đấy thì sẽ thấy nó rất là đơn giản, cái cuộc sống này nó rất là đơn giản, nó không có quá là khó khăn, không có quá là khổ đau. Còn những cái người mà còn chạy theo những cái ảo tưởng ở trên cuộc đời, mình chưa có giác ngộ ra các sự thật thì mình sẽ sống với những cái ảo, sẽ sống với những cái giả,
và mình chạy theo những cái giả đấy và cảm thấy nó rất là mệt mỏi. Nên là Đức Phật mới là cái mà mình giác ngộ ra các cái sự thật ở trên cuộc đời để thấy được cái tính sinh diệt của nó, cái gì sinh lên nó cũng diệt đi, thì mình thấy được cái sự vô thường. Bởi vì mình thấy được cái sự vô thường thì mình sẽ thấy được cái khổ ở trong cái vô thường, thấy được cái khổ thì mình cũng thấy được cái vô ngã ở trong cái khổ đấy. Vì vậy cho nên là đấy là cái sự thực hành thiền. Thì mình có cái sự mục đích, vậy thì mỗi người hành thiền thì mình sẽ đạt ra những cái mục đích khác nhau. Nhưng mà một cái người mà có cái sự hiểu về cái con đường tu tập là nó sẽ đưa đến cái trí tuệ giác ngộ như vậy. Vậy thì cái người đấy mà chân chánh thực hành thiền thì lúc nào mình cũng ước muốn đó là để phát triển những cái trí tuệ giác ngộ, để giác ngộ các sự thật, để thấy các sự thật, để thoát ra khỏi những cái ảo tưởng, để thoát ra khỏi những cái mê lầm, và cũng là để thoát ra khỏi cái khổ đau, để thoát ra khỏi những cái sự sinh tử, và để đi đến cái sự niết bàn an vui tuyệt đối. Thì đấy là những cái mục đích. Khi mà một cái người thực hành thiền có cái mục đích như vậy rồi thì cái, trên cái con đường thực hành của mình thì sẽ cần có những cái tâm lý thực hành thì nó cần phải có cái sự khác nhau. Chứ còn nếu như mà một cái người mà mình có một cái mục đích như là mình thực hành thiền để mình có được cái, tức là mình trở thành một cái gì đó nó đặc biệt, ví dụ như là để mình trở nên tài giỏi hơn, để mình có sức khỏe hơn, để mình thông minh trí tuệ hơn, để mình sẽ làm ra được nhiều tài sản hơn, để mình có cái danh vọng cao hơn, để mình có những cái bản ngã lớn hơn người khác. Đấy nhá, có những người mà nếu như mà mình thực hành thiền, mình đề ra một cái mục đích, đó là như là mình mong cầu để đạt được những cái gì đó, mà tức là trong cái sự thực hành thiền mình cứ khởi lên cái tư tưởng là đạt được những cái gì đó nó huyền bí cao siêu ấy. Thì đó đấy là một cái mục đích nó được không được chân chánh. Ví dụ như là có những người nghĩ rằng mình thực hành thiền vì thực hành thiền mình có những cái năng lực tâm linh cao, có thể là mình đắc được những cái năng lực thần thông. Nếu như rồi lúc đấy mình sẽ trở thành một cái người vĩ đại hơn mọi người, cao siêu hơn mọi người, thấy được cả những cái quá khứ tương lai, tiếp xúc được cả với các cái hàng chư thiên phi nhân, mình biết được những cái chuyện quá khứ tương lai, rồi lúc đấy mình sẽ trở thành một cái người tài giỏi hơn, cao quý hơn mọi người sẽ kính nể mình, sẽ kính sợ kính phục, và mình muốn cái gì mình sẽ đạt được cái đấy. Đấy cũng là những, mình khởi lên những cái mục đích đầy tham vọng và dục vọng như vậy ấy, thì mình sẽ thực hành nó sẽ đi sai đường, mình sẽ bị đi sai đường ấy, nguy hiểm. Vậy cho nên là rất là nhiều người thực hành thiền họ rất là nỗ lực cố gắng tinh tấn không phóng dật, nhưng mà đôi khi người ta cũng sẽ chứng đắc được những cái pháp thượng nhân, ví dụ như người ta có thể có thần thông, nhưng vì cái mục đích không cao thượng, khi đạt được đến những cái năng lực đấy rồi thì người ta lại khởi lên những cái tâm bất thiện. Những cái tâm bất thiện đó đấy khởi lên về sau và sẽ vẫn làm những cái việc bất thiện, sau đó mình sẽ tạo những cái ác nghiệp. Ví dụ như là trong thời Đức Phật có vị tỳ kheo như là Đề Bà Đạt Đa, ông chỉ tu có 7 ngày mà đã có được 5 cái thắng trí, cái năng lực thần thông rồi. Vì ấy có thể có những cái năng lực biến hóa rất là cao. Thế rồi một ngày Đề Bà Đạt Đa này mới suy nghĩ rằng là các đại đệ tử như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là có rất là có danh vọng lớn, có tiếng tăm lớn, còn ta cũng đã tu tập lâu ngày mà không có được những cái danh vọng, không có được những cái tiếng tăm, không có được cái sự kính nể của mọi người. Và lúc đấy vị đấy rất là ấm ức vì cảm thấy mình thua kém các cái vị tỳ kheo khác. Thì Đề Bà Đạt Đa mới nghĩ là một cái cách để mình có được cái danh vọng nhanh nhất, đó là bằng cái cách là đi vào để mua chuộc vua Asatthế, lúc ấy còn là thái tử Asatthế, con của vua Tần Bà Sa La. Thì lúc đấy ông ấy biến thành một cái người, một cái đứa trẻ mà
trên mình đầy những mãng xà, tức là con rắn này nó cuốn trên đầu, trên cổ, trên chân, trên tay, tức là biến ra một cái hình dung rất là kỳ dị để dọa một đứa trẻ. Nó là vua, thái tử A Xà Thế. Thái tử A Xà Thế nhìn như thế là rất là khủng khiếp, kinh sợ, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược. Nên lúc đấy Đề Bà Đạt Đa mới bay từ trên cao hạ xuống. Vua A Xà Thế rất là sợ hãi, mà ngài là ai mà không, đừng có sợ, ta là một vị tỳ kheo, ta là Đề Bà Đạt Đa, rồi ông biến lại nguyên hình. Rồi vị A Xà Thế này thấy vị này có thần thông quá, quảng đại quá, rồi bái luôn vị đó làm thầy, làm sư phụ, và từ đấy đi đem những cái nội dưỡng, những cái vật chất của mình để phục vụ cho A Xà Thế. Thì A Xà Thế có được cái rồi là Đề Bà Đạt Đa đấy. Thế từ lúc đấy thì có được A Xà Thế chống lưng thì sẽ có được những cái danh vọng, những cái địa vị, những cái quyền lực lớn. Và từ đấy thì ông lại càng bất thiện hơn, cái lòng tham nó không có dừng lại được. Rồi lại khởi lên cái ý muốn, đó là xúi A Xà Thế giết ra để làm vua. Vì có khi mà được làm vua rồi thì uy quyền cao hơn, thì ông lại khởi lên cái tâm, đó là giết Phật. Và xúi cho A Xà Thế giết cha để làm vua. Rồi ông cũng nghĩ là bây giờ ta sẽ nhờ A Xà Thế tìm ra những xạ thủ để ám sát Đức Phật, rồi để ta nên làm Phật. Đấy là cái Đề Bà Đạt Đa khởi lên cái ác tâm như vậy. Bởi vì là cái vị đấy chỉ có dừng lại ở thiền định, tức là vị đó có tu tập thiền định, có đắc được các cái năng lực thần thông, nhưng mà vị đấy lại không có cái mục tiêu là đi đến sự giác ngộ các cái sự thật cao thượng chân chánh, để diệt trừ những cái phiền não ngủ ngầm ở trong tâm. Thì một cái người mà có những cái tham vọng ngủ ngầm ở trong lòng, mà mình lại thực hành những cái pháp thiền định, thì đôi khi mình đạt được những cái pháp đấy, và một lúc nào đấy những cái tâm bất thiện ngủ ngầm nó lại trỗi lên, nó lại trỗi dậy, và lúc đấy mình lại dùng chính cái năng lực của cái sự tu tập đó lại tạo ra những cái ác nghiệp bất thiện. Cái điều đó thì cái pháp thực hành thiền ấy, thì có cả trước thời Đức Phật, tức là khi mà Đức Phật chưa ra đời thì trên thế gian đã có những cái pháp thực hành về thiền định. Tức là lúc đấy có những vị đạo sĩ tu ở trong rừng sâu, các vị ấy cũng thực hành thiền. Thì có những vị sinh xuống từ cõi Phạm Thiên, các vị ấy có thể nhớ được những cái pháp hành thiền, và các vị ấy cũng có thể viết ra những cái con đường, những cái phương pháp tu tập về tứ thiền bát định. Thì một cái người có thể tu tập thành tựu chứng đắc tứ thiền bát định, và cũng có thể chứng đắc được các cái thắng trí, các cái năng lực thần thông. Vì cái thời đấy thì thời mà chưa có Đức Phật ra đời thì người ta chỉ thực hành pháp thiền định, và lúc đấy chưa có pháp thiền tuệ, chưa hề có cái pháp thiền quán, cho nên là người ta sẽ tu tập cái pháp tứ thiền bát định. Thì có những cái vị người ta có mục đích là thực hành cái pháp thiền đấy, và người ta giữ cái pháp thiền đấy cho đến lúc mạng chung, và để sinh về những cái cõi Phạm Thiên. Và bởi vì là khi mà Đức Phật không ra đời, nhưng mà vẫn có những vị độc giác Phật, hay là những cái vị đạo sĩ tu tập chứng đắc các cái thắng trí, các năng lực thần thông, các vị ấy vẫn có thiên nhãn, vẫn có túc mạng thông, và các vị ấy cũng có những cái năng lực thần thông, thần túc thông, các vị có thể đi đến các cõi thiên giới và các cõi Phạm Thiên được. Cho nên là các vị ấy vẫn có thể chỉ dạy được cái con đường tu tập để đạt được những cái đời sống cao quý ở tương lai, đó là có thể sinh về các cõi Phạm Thiên giới. Thì cái lúc đấy thì cái sự tu tập về thiền định được coi là những cái sự tu tập là cao nhất. Vì vậy nên người ta chỉ tu ở thiền định, và khi đã đắc định rồi thì người ta sẽ luyện những cái năng lực định đấy cho nó thuần thục, và người ta sẽ đạt được những cái năng lực thần thông đấy. Hoặc là người ta có những cái vị thì sẽ tu luyện như thế để có những cái năng lực thần thông, nhưng mà cũng có những cái vị thì mục đích là các vị đấy không có sử dụng thần thông đó vào những cái việc để cầu những cái danh vọng ở đời, mà sẽ giữ cái pháp thiền định đấy để sau này khi chấm dứt cõi đời này, vị đấy sinh về cõi Phạm Thiên. Thì ở các cõi Phạm Thiên cái đời sống tuổi thọ rất là lâu dài, và nó có cái đời sống hạnh phúc thù thắng hơn cả ở các cõi thiên giới. Tức là các cái cõi người là một cái cõi
nếu mà như là những cái người mà người ta hiểu về những cái giáo pháp, về những cái cõi sống khác nhau, thì người ta thấy cõi người rất là khổ đau, rất là tồi tệ và rất là ngắn ngủi, tuổi thọ rất là ngắn, mà vui ít thì khổ nhiều. Cho nên người ta thường có cái ước muốn sinh về những cõi cao hơn, cõi chư thiên cũng được, nhưng mà chư thiên thì vẫn còn hưởng thụ những cái dục lạc ở thế gian, đôi khi người ta cũng quên mất sự tu tập. Nhưng mà về cõi phạm thiên thì người ta không còn những cái tham dục sân hận, thì sống ở cái cõi này nó cũng cũng rất là thanh tịnh thù thắng. Cho nên là Đức Phật thường hay nói đến cái sự là tu theo giáo pháp của Đức Phật, tức là vị ấy được gọi là sống đời sống phạm hạnh, sống cái đời sống phạm hạnh, tức là ví dụ như một cái người xuất gia thì Đức Phật gọi là các vị ấy đang sống đời sống phạm hạnh, các vị đồng phạm hạnh với nhau, cần phải có cái sự hòa hợp tôn trọng nhau, đấy là đời sống phạm hạnh. Hay là một cái người tại gia nhưng mà hôm nào mình thọ bát quan trai giới, hay là mình tu tập cái khóa thiền như thế này, là mình đang sống đời sống phạm hạnh. Vậy sống phạm hạnh là cái gì? Chính là mình đang sống theo những cái hạnh của các vị phạm thiên. Hạnh của các vị phạm thiên là làm sao? Đó là các vị không có hưởng thụ dục lạc và không có khởi lên những tâm sân hận. Đấy là nó khác nhau, tức là cái đời sống phạm hạnh là thế. Vậy thì cái người tu tập theo cái giáo pháp của Đức Phật cũng thế, người đấy phải đi ngược lại với những cái hưởng thụ ngũ dục, không hưởng thụ dục lạc và không có sân hận. Thì bởi vì các vị phạm thiên khi tu chứng đắc các tầng thiền, khi một cái người mà an trú trong tầng thiền, nó cũng có hai trạng thái tâm đấy, là nó không khởi lên tham dục và sân hận, nó không có hai cái tâm ấy, nó cũng... Cho nên khi mà sinh về cõi phạm thiên, vị ấy sống ở cái cõi đấy suốt cái kiếp sống ấy, nó không khởi lên tham dục và sân hận. Đấy là vị vậy, cho nên một vị phạm thiên cũng là một cái kiếp sống đấy, là cái kiếp sống rất là thanh tịnh. Cho nên là khi về phạm thiên không có nam và nữ, chỉ có một giới tính, đó là giới tính nam, tức là về phạm thiên là không có giới tính nữ. Cho nên là các cái vị phạm thiên người ta không có cái đời sống ngũ dục, hay là đời sống về cái dục nam nữ, và cũng không hưởng thụ các cái dục lạc ở các cái giác quan, mà người ta chỉ sống ở trong thiền. Người ta chỉ có ba căn, người ta chỉ có căn mắt, căn tai và cái ý, chứ người ta không có những cái căn như là mũi, lưỡi, thân, tức là người ta không có cái sắc thần kinh đấy, người ta không cần ăn, không cần ngửi, không cần thở, và cái sự xúc chạm vào những cái gì nó không có biết thế nào là êm, thế nào là, tức là nó không có những cái dục về cái sự xúc chạm, về cái sự nếm mùi vị gì hết. Thế đấy là cái đời sống của các vị phạm thiên là thanh tịnh như vậy. Cho nên là cái thời giáo pháp mà Đức Phật chưa ra đời, thì những cái đạo sĩ tu tập người ta sẽ có cái mục đích, đó là thực hành thiền để đạt được cái thanh tịnh nội tâm ở hiện tại, và để sinh về cái đời sống ở phạm thiên ở tương lai, và ở cái kiếp sống phạm thiên ấy, cái tuổi thọ rất là lâu dài và cái đời sống rất là cao thượng đấy. Như là ở cái cõi phạm thiên thấp nhất được gọi là phạm chúng thiên, rồi đến phạm phụ thiên, đại phạm thiên, tức là chứng đắc được sơ thiền thôi, thì cái vị đấy sẽ khi mà giữ được cái pháp thiền đấy cho đến lúc chết, vị đấy sẽ có ba mức độ. Tức là nếu như mà vị đấy thực hành cái pháp thiền đó ở cái mức độ mà nó yếu nhất ấy, tức là hành thiền thì nó có những cái mức bậc thường, bậc trung, bậc thượng, tức là đôi khi mà cái người đấy chỉ đắc thiền mà nó không có thiện xảo thuần thục thì nó là cái mức độ thấp, đôi khi mà cái người đấy hành thiền mà nó đạt đến mức độ thiện xảo cao thì nó đạt đến mức bậc trung, mà đôi khi cái pháp thiền nó có cái uy lực rất là lớn, rất là thâm sâu, thì nó đạt đến mức bậc thượng. Cho nên khi sinh về, vị đó đắc được sơ thiền, nhưng mà có thể vị đó sẽ đắc một trong ba mức độ đấy. Một là vị đó đắc được cái mức thiền ở cái mức bậc thường, còn là vị đó đắc thiền ở mức bậc trung, hoặc là mức bậc thượng. Thì khi sinh về phạm thiên cũng có ba mức độ, đó là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Tức là người nào mà có cái mức thiền thấp nhất thì sinh về cõi phạm chúng thiên, thì cái tuổi thọ của vị đấy cũng sống được tới 1/3 đại kiếp trái đất. Hay là một cái vị mà sinh về cái cõi phạm phụ thiên thì cũng sống bằng một nửa đại kiếp trái đất. Hoặc là những cái vị nào mà có cái đạt được cái mức sơ thiền mà thâm sâu nhất, thì vị đấy sẽ sinh trở thành một vị đại phạm thiên. Tức là một cái vị đại phạm thiên thì sẽ sống lâu được bằng cả một đại kiếp trái đất. Thì thường thường là những cái vị đại phạm thiên người ta hay tự cho mình làm những cái vị chúa tể,
là những cái vị gọi là đại phạm thiên, nên người ta hay tự cho mình là những bậc toàn tri toàn năng hay là những bậc thượng đế tối tôn. Cho nên là nhiều người ở trên đời này người ta hay thờ những cái bậc thượng đế, người ta nghĩ rằng có những cái bậc thượng đế tối năng, có những cái quyền năng có thể biến hiện ra những cái chúng sinh. Bởi vì những cái vị đại phạm thiên đấy, vị ấy sinh lên trước và vị ấy sống lâu hơn những cái vị phạm chúng thiên hay là phạm phụ thiên. Nên những cái vị phạm chúng thiên, phạm phụ thiên sinh ra sau lại cứ tưởng là những cái vị đại phạm thiên là những cái người hóa hiện ra mình, cho nên là tôn thờ, tôn kính các vị ấy, cho các vị ấy là thượng đế, là chúa tể. Và đôi khi cũng có những cái vị ở cõi phạm thiên, người ta tái sinh xuống cõi người, và người ta có những vị vị vẫn nhớ lại được cái kiếp quá khứ mình ở cái cõi phạm thiên, và vị ấy vẫn nhớ rằng cõi phạm thiên là có cái sự tôn thờ những đấng thượng đế, những đấng toàn năng, những đấng toàn tri, những đấng đã sáng tạo ra, sáng tạo chủ, hóa sinh chủ ra những cái chúng sinh ở cái các cái cõi sống này. Đấy, vì vậy nên ở trên đời có những cái tôn giáo, có những cái tư tưởng người ta thờ những cái đấng tối thượng, những cái đấng chúa tể. Đấy, đấy là vì các cái vị đại phạm thiên người ta tự xưng là thượng đế như vậy. Thì đấy là chỉ một cái người mà chứng đắc được sơ thiền có thể là sẽ sinh về một trong ba cõi phạm thiên như vậy. Có người hoặc là có những vị chứng đắc đến nhị thiền thì cũng có ba mức độ của nhị thiền. Có thể là vị đấy thành tựu được nhị thiền ở mức bậc thường, bậc trung, bậc thượng, cho nên là sinh về cái cõi nhị thiền có ba cõi, đó là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Ba cái cõi nhị thiền thì cái cõi mà thiểu quang thiên thì sẽ có cái tuổi thọ bằng hai đại kiếp trái đất. Cõi vô lượng quang thiên thì có tuổi thọ bằng 4 đại kiếp trái đất. Cõi quang âm thiên thì có tuổi thọ bằng 8 đại kiếp, tức là cái sống lâu như vậy. Các vị càng ở cái cõi cao hơn thì cái tuổi thọ càng cao hơn. Nên cái cõi tam thiền cũng có 3 cái mức độ: thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Thì cũng vì mình hành thiền nó cũng có 3 cái mức độ cao thấp khác nhau, khi mà nó cho ra cái quả của cái lúc tái sinh. Về những cái cõi phạm thiên đấy thì nó cũng có 3 mức độ như vậy. Thì cái vị mà thiểu tịnh thiên thì cũng sống được 16 đại kiếp, vô lượng tịnh thiên thì sống 32 đại kiếp trái đất, còn là biến tịnh thiên thì có thể sống bằng 64 đại kiếp trái đất, là cái tuổi thọ sẽ cao hơn thế. Còn nếu mà đạt đến tứ thiền thì vị đó giữ được cái tầm thiền đấy đến lúc mệnh trung thì cũng có thể sinh về cái cõi quảng quả thiên hoặc vô tưởng thiên. Quảng quả thiên thì bằng vị đấy có thể sống bằng 500 đại kiếp. Còn cái gọi vô tưởng thiên thì vị đó cũng 500 đại kiếp, nhưng vị đó chỉ có thân mà không có tâm. Tức là một cái vị mà chứng đến tứ thiền mà vị đấy khởi lên một cái tư tưởng rằng là cái tâm này nó rất là năng sang phiền muộn, ta ước muốn là sinh về một cái cõi không có tâm mà chỉ có thân không, thì cái vị đấy khi chết giữ cái tâm thiền như vậy, giữ cái ước muốn như vậy, giữ cái mục đích như vậy, thì cái vị đấy sẽ chết một cái, vị đấy hóa sinh về cái cõi gọi là cõi vô tưởng thiên. Thì cái cõi đấy nó cũng thuộc về tứ thiền, thì vị đấy sẽ có một cái xác thân, tức là ở đấy nó có một cái xác thân bất động, giống như một cái pho tượng cứ ngồi như thế sừng sững, và trải qua suốt 500 đại kiếp trái đất thì cái xác thân ấy nó không có động đậy gì cả, nó không có hoạt động gì cả, nó không có một cái trao đổi gì hết, nó cứ ngồi như một cái pho tượng như thế. Và hết 500 đại kiếp thì bắt đầu vị đó chấm dứt cái thọ mạng của cái cõi vô tưởng, thì vị đó sẽ sinh về một cái kiếp khác. Hoặc là có những vị không có tư tưởng đấy thì vị giữ cái tâm thiền ở cái tứ thiền đấy cho đến lúc chết, thì vị đó sẽ sinh về cái cõi cái cõi quảng quả thiên. Thì cái tuổi thọ ở cái cõi đấy vị nó cũng có thể sống tới 500 đại kiếp trái đất. Thế là thì khi mà một cái người đắc thiền rồi thì cái vị đấy có thể tu hành được cả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Và vị ấy có thể tùy chọn cho mình một cái tương lai sinh về cái cõi phạm thiên như thế nào vị đó muốn. Nếu như vị đó muốn sinh về các cõi vô sắc như không vô biên xứ thì vị đó cứ nhập vào cái tầng thiền đấy cho nó thuần thục, đến lúc chết vị đó khởi lên cái ước muốn sinh về cõi không vô biên xứ đấy, thì về cái cõi đấy
như không vô niên xứ thì cũng có cái tuổi thọ hàng hàng ngàn đại kiếp trái đất. Rồi là không vô biên xứ thì cũng phải tuổi thọ bằng 20.000 đại kiếp trái đất. Thức vô biên xứ tức là về sinh về cái cõi đấy chỉ có tâm thức mà không có thân, là bốn cái cõi vô sắc: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phôi tưởng phi phi tưởng xứ. Khi mà một cái người mà chứng các cái tầng thiền đấy, giữ cái tâm thiền đấy cho đến lúc chết thì vị đó sẽ sinh về những cái cõi nào mà vị đó muốn. Như là cõi không vô biên xứ, vị đó có thể sống bằng 20.000 đại kiếp trái đất. Thức vô biên xứ, vị ấy có thể sống bằng 40.000 đại kiếp trái đất. Vô sở hữu xứ, vị ấy có thể sống bằng 60.000 đại kiếp trái đất. Hay là phi tưởng phi phi tưởng xứ, vị ấy có thể sống bằng 80.000 đại kiếp trái đất. Thì đấy là những cái cõi sống ấy, nó rất là lâu dài. Nhưng cái thời mà chưa có giáo pháp của Đức Phật ấy, thì người ta sẽ đặt ra cái mục tiêu đó là thực hành thiền để sau này sinh về cõi Phạm Thiên để có cái tuổi thọ lâu dài như vậy. Có những người thì sẽ thích sinh về cõi Phạm Thiên sắc giới thì vị ấy cứ trú ở trong cái tầng thiền sắc giới đấy. Và đến lúc chết vị đấy sẽ nương vào cái tầng thiền ấy, vị sinh về các cõi Phạm Thiên. Còn những người mà thích sinh về các cái cõi vô sắc thì vị cứ trú ở cái tầng thiền vô sắc ấy, thì lúc chết thì các vị ấy sinh về cái cõi vô sắc giới và để mà hưởng cái cuộc sống rất là lâu dài ở những cái cõi đấy. Nhưng mà từ khi mà Đức Phật ra đời thì Đức Phật là bậc Niễu Thông Tam Giới, biết được dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mặc dù là các cái cõi sắc giới, vô sắc giới có tuổi thọ rất là lâu dài, nhưng mà đến một lúc nào đó thì cái tuổi thọ nó cũng chấm dứt, chứ nó không phải lâu dài mãi mãi. Và thậm chí có những vị sống ở những cái cõi Phạm Thiên đó quá lâu, các vị quên luôn cả quá khứ, vì nghĩ là đây là cõi vĩnh hằng, cõi này không bao giờ chết, bất sinh bất tử, cho nên là sinh ở cõi này sẽ sống mãi mãi, để vĩnh hằng dài lâu. Thì bởi vì là có những vị vị sinh về cõi Phạm Thiên nhưng mà vị ấy vẫn tinh tấn hành thiền, khi chết vị lại sinh lại cõi Phạm Thiên rồi nhưng mà cái tâm tinh tấn ấy nó không giải đãi, vị ấy vẫn tinh tấn hành thiền, vị cho nên cứ luôn chuyển ở cái cõi Phạm Thiên đấy, cứ hoài sống ở đấy. Rồi là cuối cùng vị nghĩ đây là cõi vĩnh hằng, cõi thường hằng, không bao giờ bị còn tái sanh nữa, thì khởi lên cái tư tưởng đấy là tư tưởng tà kiến. Cho nên là có những lần Đức Phật đã phải trực tiếp lên cõi Phạm Thiên để phá giải những cái tà kiến ấy cho một số vị Phạm Thiên. Các vị ấy tự tuyên bố là đây là cõi vĩnh hằng, thường hằng, không bao giờ không còn cái cõi nào cao thượng hơn, thù thắng hơn cái cõi này, thì cõi này rất là an vui, thù thắng và vĩnh hằng. Thì Đức Phật mới dạy cho các vị biết đây là vẫn là cái cõi vô thường, đến một lúc nào đó các vị vẫn phải chết, vẫn có nguy cơ bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh chứ chưa hết hoàn toàn. Vì vậy dù có sinh về Phạm Thiên thì cũng tinh tấn mà tu tập, để mà đi đến Niết Bàn thì sẽ cao thượng hơn. Nên là Đức Phật mới dạy ra một cái pháp cao cấp hơn tất cả những cái pháp khác, đó là thực hành thiền. Đầu tiên là thực hành để cho nó đắc các cái tầng thiền sắc giới hoặc là vô sắc giới, rồi lấy cái tâm thiền đó làm nền tảng để phát triển cái thiền tuệ, để thấy ra các cái sự thật tột cùng, để diệt trừ được tất cả những cái ảo tưởng, gọi là diệt trừ được cái vô minh, hiểu sai, nghĩ rằng nó có cái cõi thường, có cái sự an lạc, có cái tự ngã, vậy là diệt trừ được cái thường lạc ngã tịnh, để mà giác ngộ ra được cái sự thật, đó là cái vô thường, cái khổ, cái vô ngã. Đấy, khi mà giác ngộ ra được như thế thì mình thấy tất cả chúng sinh ở cõi dục giới cũng vô thường, khổ vô ngã, vì nó có sinh có diệt nên là vô thường, có sinh diệt nên là khổ, có sinh diệt khổ cho nên là vô ngã. Có cái cõi Phạm Thiên sắc giới sống lâu nhưng vẫn là vô thường, khổ vô ngã, bởi vì vẫn phải sinh ra, vẫn phải chết đi, dù có lâu thì lâu nhưng mà vẫn chết. Cõi vô sắc thì cũng vô thường, khổ vô ngã, dù có sống đến 80.000 đại kiếp nhưng mà cuối cùng cũng vẫn chết, chứ không phải nào là tồn tại vĩnh hằng được. Vì vậy cho nên là không có cái cõi nào vĩnh hằng, chỉ có Niết Bàn bất tử. Vậy thì tu tập cuối cùng là để giác ngộ ra như thế, không còn tham ái, không chấp thủ với cõi nào. Thì cái mục đích cái giáo pháp Đức Phật dạy cuối cùng là để diệt tận những cái tham ái chấp thủ đối với lại cái thân tâm năm uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này. Thì nó sinh là cõi người nó cũng năm uẩn, cõi dục giới cõi nào nó cũng là năm uẩn, về cõi sắc giới vô sắc giới thì nó cũng là cái thân tâm này, để thấy được cái sự vô thường của vô ngã của nó,
thì chấm dứt cái tham ái với nó, chấm dứt cái chấp thủ vào nó, thì đến thì sẽ giác ngộ được chân lý và sẽ đạt được cái sự bất tử, tức là sẽ đạt được cái sự vô sinh, tức là không còn tái sinh về một cái cõi nào trong ba cái cõi đấy nữa. Thì đấy là cái mục đích hành thiền của đạo Phật là như thế, để đạt đến một cái trạng thái cuối cùng là không còn sinh vào cái cõi nào trong ba cõi này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới này. Đấy là cái mục đích cao thượng nhất. Và cho nên là khi nào mà chưa đạt được cái mục đích đấy thì không được tự mãn, không được tự mãn với sự tu tập của mình. Nhưng nếu như mà một cái người mà có cái sự tự mãn thì đôi khi người ta đạt được một cái mức độ nào đấy, người ta quay ra cái sự hoan hỷ tự mãn, rồi người ta sinh ra cái tâm so sánh khen mình chê người, thì là lúc đấy là bị thối nuôi. Lúc nào ví dụ như là vị đấy chứng được thiền định, vị đó hoan hỷ tự mãn, một cái là vị đó khen mình chê người, một cái là sinh ra câu uế phiền não, hoặc là vị đó chứng được các cái pháp thần thông là vị đó hoan hỷ tự mãn, khen mình chê người, rồi chạy theo cái danh vọng nợ dưỡng ở thế gian, thì nó lại là cái mục đích lại là hạ liệt. Còn cái mục đích cao thượng đó là mình thực hành này, mình không phải là để mình đạt được một cái gì gọi là như là cái danh vọng tầm thường ở thế gian, tức là vị đấy phải dứt bỏ được tất cả những cái danh vọng ở thế gian, coi nó là rất là tầm thường, coi sắc này danh vọng là không quan trọng, mà quan trọng là đạt được cái sự cứu cánh niết bàn, tức là chấm dứt được cái ảo tưởng vô minh, chấm dứt được cái tham ái chấp thủ, chấm dứt được cái luân hồi trong tam giới. Thì đấy mới là cái mục đích của cái pháp tu thiền của Đức Phật này. Còn những cái hàng ngoại đạo hay là những cái trước thời Đức Phật thì người ta lại có mục đích khác. Ví dụ có người thì mục đích là người ta sinh về Phạm Thiên mà người ta hành thiền, có người thì với cái mục đích là để người ta sinh về được để thành tựu được những cái năng lực thần thông mà người ta hành thiền, hoặc là cũng có những người người ta mục đích là người ta hành thiền để người ta có được cái sức khỏe, có được cái trí tuệ cao hơn mọi người, để người ta đạt được những cái danh vọng lợi dưỡng ở thế gian này mà người ta hành thiền. Thì đấy là thì những cái mục đích mà để mà đạt được những cái danh vọng, hay là để đạt được những cái năng lực thần thông, hay là để được hưởng những cái phước báo ở các cái cõi Phạm Thiên, sắc giới, vô sắc giới, hay là cái cõi nhân và cõi thiên giới, thì đều được Đức Phật gọi là những mục đích đấy là hạ liệt, không cao thượng, không cao quý, mà chỉ có cái mục đích đó là đoạn trừ được những cái cấu quế ô nhiễm phiền não, mà đoạn trừ tuyệt đối, đoạn trừ một cách tuyệt, tức là tất cả những phiền não ngủ ngầm ở trong tâm đều nhờ cái sự thực hành thiền này để mà đoạn trừ được nó, thì đấy mới là cái mục đích cao thượng nhất. Thì đấy là mỗi người thì có cái sự tu tập đều có những cái mục đích khác nhau, nhưng mà mình tu tập mình hướng đến cái mục đích cao thượng như vậy thì nó sẽ mình sẽ không bao giờ tự mãn, không bao giờ bị vướng, tức là không bao giờ mình bị thoái nuôi trở lại, mà luôn luôn là mình hướng đến là khi nào thành tựu được cái mục đích lý tưởng rồi thì lúc đấy mình mới hoàn toàn là đã làm xong những cái việc cần làm. Còn ngày nào mình chưa thành tựu được cái mục đích đấy thì mình còn nỗ lực tinh cần cố gắng để đạt được những cái mục đích cần đạt được. Đấy là cái mục đích của cái việc thực hành thiền như vậy. Rồi, xin dứt mày ra nha.